Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Ship Mobile. Nếu anh em còn nhớ thì 7 ngày trước mình đã mở hộp và giới thiệu với anh em một dòng máy tính bảng mới nhất đến từ nhà Redmi. Đó là Redmi Pad 2022 đến từ thị trường Trung Quốc. Như đã hứa trong video lần trước, hôm nay mình sẽ tiến hành unlock và cài đặt phiên bản ROM quốc tế cho model này. Hôm nay cũng đã là tròn 7 ngày kể từ ngày mình mở hộp và đăng ký unlock. Như đã nói với anh em ở video lần trước, với model Redmi Pad 2022 thì Xiaomi người ta đang chặn các dịch vụ của Google. Do đó, giải pháp duy nhất để anh em sử dụng máy một cách thoải mái, đầy đủ tính năng, đó chính là việc up ROM Global, ROM quốc tế. Cũng tương tự như các model Redmi khác, anh em đăng ký unlock bằng tài khoản Mi Cloud và sau đó chờ 169 giờ. Như anh em đang thấy, máy vẫn đang ở phiên bản MIUI 13 China. Mình sẽ vào trong phần Developer Option. Như anh em đang thấy, biểu tượng ổ khóa vẫn đang ở trạng thái đóng, có nghĩa là máy đang chưa được unlock boot loader. Anh em tắt máy và bấm giữ hai phím nguồn và phím giảm âm lượng cho tới khi máy về chế độ fast boot thì tiến hành cắm cáp kết nối vào máy tính. Ở các video lần trước, một số anh em có yêu cầu bên mình quay video màn hình laptop để anh em quan sát được rõ ràng hơn. Đầu tiên anh em mở Mi Unlock Tool và đăng nhập vào bằng tài khoản Mi Cloud. Ở đây anh em có thể đăng nhập bằng Gmail hoặc số điện thoại, hoặc có thể đăng nhập bằng ID. Sau khi Unlock Tool đã nhận diện được thiết bị thì anh em sẽ thấy trên video Tool sẽ báo serial number của máy. Đâu rồi ta? Ok, sau khi Tool đã nhận diện, anh em chỉ việc bấm chữ Unlock và ngay lập tức máy tính bảng đã khởi động lại và hiển thị ổ khóa ở phía trên màn hình. Trên laptop mình đã tải phiên bản ROM quốc tế và giải nén nó ra. ROM quốc tế là ROM có dạng TGZ, đuôi của ROM là .tgz. Với dạng ROM này thì anh em phải giải nén và flash qua Mi Flash Tool như trên video. Đường link tải các loại tool cũng như phiên bản ROM mình sẽ để trong phần miêu tả của video trên kênh YouTube. Anh em nếu xem video qua TikTok không có link thì vui lòng truy cập vào trang YouTube của Ship Mobile hoặc liên hệ qua Facebook cá nhân. Mình sẽ gửi đường link download cho anh em. Tiếp theo anh em đưa máy về lại chế độ fast boot. Trên Mi Unlock Tool, anh em đánh dấu vào ô Clean All, sau đó bấm Refresh và Flash. Trên video, mình sẽ tua nhanh đi một chút để anh em đỡ phải chờ đợi. Còn thời gian Flash ROM thực tế, nó sẽ phụ thuộc vào laptop và vào sợi cắt kết nối của anh em. Với laptop của mình thì thời gian của nó chỉ khoảng tầm 3 phút. Và lát nữa, kết thúc quá trình Flash ROM, anh em sẽ thấy tổng số giây mà Tool nó sẽ thông báo. Với những anh em dùng laptop đời cũ, cấu hình yếu hơn hoặc do sợi cáp không được tốt thì quá trình flash ROM có thể sẽ kéo dài 5, 7 hay thậm chí là 10, 15 phút. Tuy nhiên, một số anh em quá trình flash ROM nó kéo dài 20, 30 phút, thậm chí có anh em kéo dài đến vài tiếng đồng hồ thì thực ra quá trình flash ROM đã lỗi và anh em cần tiến hành xử lý. Ở đây làm sao để biết được quá trình up ROM đang diễn ra bình thường hay nó đã lỗi? Thì anh em nhìn vào vị trí mình khoanh đỏ ở trên video. Ở vị trí này, nếu anh em thấy tên của các file vẫn đang thay đổi thì có nghĩa là Tool vẫn đang chạy bình thường. Chẳng qua laptop của anh em bị chậm, bị yếu nên nó diễn ra chậm hơn so với việc mình flash ROM trên laptop của mình. Còn nếu như anh em chờ 5 đến 10 phút mà vị trí mình khoanh đỏ vẫn đứng yên, không thay đổi thì có nghĩa quá trình flash ROM của anh em đã dừng lại và anh em cần tiến hành xử lý tình huống này. Ok, như vậy là mình đã up ROM thành công và trên Tool đang báo là khoảng 180 giây và nó cũng sẽ hiện dòng chữ flash done. Máy tính bảng sẽ tự khởi động lại và anh em chỉ việc chờ khoảng tầm 3 phút sau máy sẽ khởi động vào màn hình kích hoạt. Đến bước này anh em có thể rút cáp ra được rồi, nó không còn liên quan đến laptop nữa.
Hiện tại thì bên mình sẽ tiến hành cài đặt ROM Global cho tất cả các máy tính bảng Redmi Pad được bán ra. Và anh em mua hàng cũng không cần quan tâm đến việc unlock hay là up ROM rườm rà phức tạp như trên video này nữa. Và cũng không mất thời gian 7 ngày chờ đợi. Anh em có nhu cầu mua hàng hoặc làm dịch vụ phần mềm có thể liên hệ với bên mình qua Zalo hoặc tài khoản Facebook. Mình sẽ để thông tin trên màn hình và trong phần miêu tả của video. Ok, như vậy là máy tính bảng đã khởi động lại, vào đến màn hình kích hoạt. Đến đây, anh em chỉ việc chọn ngôn ngữ tiếng Việt và kích hoạt máy vào bên trong như bình thường. Mình sẽ kích hoạt máy vào bên trong để anh em tiện quan sát phiên bản phần mềm quốc tế trên model này. Ở màn hình kích hoạt này, nếu có chỗ nào bấm bỏ qua thì anh em bỏ qua cho mình. Nó sẽ giúp cho việc kích hoạt máy được nhanh hơn. Sau đó vào bên trong, anh em có thể tiến hành các thao tác như kết nối Wi-Fi hay đặt mật khẩu màn hình sau. Đây là giao diện của phiên bản ROM quốc tế, ROM Global của model Redmi Pad. Nó cũng tương tự như trên model máy tính bảng Mi Pad 5. Anh em sẽ có 100% ngôn ngữ là tiếng Việt, đầy đủ các dịch vụ của Google và sẽ không bị chậm thông báo. Tất cả các ứng dụng anh em sử dụng nó sẽ tương thích tại thị trường Việt Nam. Mình sẽ thử vào Netflix, một trong những ứng dụng khá quan trọng đối với các máy tính bảng. Ok, như vậy là Netflix dùng hoàn toàn bình thường. Ok, như vậy mình sẽ kết thúc video ở đây. Quá trình up ROM, nếu gặp sự cố, anh em có thể comment trên trang Facebook cá nhân của mình kèm theo hình ảnh minh họa. Những anh em mua hàng bên mình thì sẽ được ưu tiên hỗ trợ sớm nhất. Ngoài ra nếu có thời gian, mình sẽ hỗ trợ các anh em khác. Cảm ơn anh em đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo của Ship Mobile.